Một vấn đề khó khăn nhưng không phải là khó giải quyết đối với trình độ thiết kế và xây dựng hiện nay. Nhiều ngôi nhà với diện tích chỉ 30m2 nhưng dưới bàn tay tài hoa của người kiến trúc sư, không gian tưởng chừng như nhỏ hẹp và khiêm tốn ấy đã trở thành một tổ ấm xinh xắn và tiện nghi với đầy đủ các công năng sử dụng. Nằm trong một con hẻm nhỏ khá yên tĩnh tại một quận hơi xa trung tâm của thành phố, ngôi nhà mà chúng tôi sắp giới thiệu với các bạn sau đây có nhiều điều khá đặc biệt. Ngôi nhà này có lối vào riêng nhưng chỉ rộng 1,2m và sâu 9m. Ngõ đi độc lập này được trưng dụng làm nơi để xe. Chung quanh đều là nhà cao tầng nên lối vào như một trường âm hút gió, tạo thành một chiến trời trước mặt nhà. Ngoài ra, cũng chính ngõ nhỏ khá dài này đã tạo được sự tách biệt của ngôi nhà với cuộc sống ồn ào náo nhiệt bên ngoài, giúp cho chủ nhân có cảm giác bình yên và tĩnh lặng trong tổ ấm của mình sau một ngày làm việc căng thẳng. Bước chân vào ngôi nhà, bạn sẽ lập tức cảm nhận được một cảm giác trong lành và ấm cúng. Tầng trệt được sử dụng làm phòng khách, tạo ấn tượng với một vườn kiểng xanh mát. Vách kính tráng thủy ngay tại mảng vườn xanh đã tạo ra hiệu quả thị giác rất tốt, tầng trệt như được nhân đôi diện tích. Hãy tưởng tượng cảm giác thư thái khi khởi đầu một ngày mới bằng cách tận hưởng không khí trong lành buổi sớm bên tách cà phê nóng, hay cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu khi sau một ngày làm việc mệt nhọc, ngồi bên tách trà nóng, ngắm thiên nhiên ngay trong nhà mình. Bạn sẽ hiểu vì sao, tuy diện tích nhà nhỏ, nhưng chủ nhà đã không ngần ngại dành 1/4 diện tích tầng trệt là một không gian xanh để vừa tạo cảm giác dịu dàng, vừa là khoảng thông tầng để đối lưu không khí. Cách bài trí hài hòa và tinh tế giữa các đường nét và màu sắc đã góp phần không nhỏ làm cho phòng khách thêm phần ấm cúng và trang trọng.